Xin chào anh em đã trở lại với Gam Silver. Và phần này thì chúng ta sẽ đầu tiên là phải xác định hai đội trưởng. Và đội trưởng team này là Slay, còn bên đây là An. Thì để chọn các thành viên còn lại thì chúng ta phải mấy kèo solo đó. Thắng bại. Khi mà người thắng á sẽ chọn thành viên tiếp theo của đội mình, thì người thắng đó sẽ đánh. Nếu mà ai thắng nữa thì chọn, còn thua thì bị người ta chọn rồi. Slay với Easy Love vô đánh trước đi. Lên chém đi, quỳ đi, quỳ thục rồi giật lùi mà. E luôn khỏi quỳ. E đi. Mày. Yeah. Ê thằng kia lên không phép luôn. Mày đấm nó đi. Đã sao, đã sao, đã sao. Ủa mình đang đúp gì vậy? Đúng, đúng. Ui. Xem không? Quay lại xem. Thấy ao trình. Né quỳ, né quỳ. Chụp cái chuột, chụp cái chuột, chuột ai vậy, chuột ai vậy. Chuột em mà, chuột em mà. Lên E lên quỳ cái ơi. Cái bình lên. E lên. Rồi rồi rồi, thiêu luôn. Nhớ tóc biến nha, tóc biến né lóc nha anh em. Giỡn à? Chúng ta sao đủ thế giới. Không cần tham lính đâu anh em. Ê, nó đây bốn rồi, lắc à, lắc à. Quy, quy, ở trên. Rồi. Dạ. À, trời ác rồi, thôi à, thôi à. Còn lóc, còn lóc. Slay là run rồi, Slay là run rồi. Lấy luôn Slay. Slay bị chóng mặt rồi. À. Rồi, rồi. Rồi. Thiêu đó đâu? Thiêu đó đâu, nó hồi máu bây giờ. Hay. Đúng. À, chết rồi. Ui, quy tắc biến, quy tắc biến đây. Trời ơi, trời. Má, cái lúc giờ bị gì rồi? Lúc giờ nó bị gì? Có một tay người bấm nó bị gì? Rồi, thôi, toan rồi. Nó không gờ được đâu, anh chém tới luôn. Trời ơi, từ lúc trời ơi. Cậu biến chạy lẹ đi, chết bây giờ. Thông thạo đâu, thông thạo đâu, thông thạo đâu. Thông thạo đâu, thông mấy. Thôi, chọn đây, chọn đây. Thôi, chọn chiến thần anh ạ. Chúng ta phải chọn chiến thần. Chiến thần vô đánh. Và rồi chiến thần chưa mấy, nó mới vừa. Chiến thần nó mới vừa. Kiếm mày đòi đi ra. Trời ơi. Nó nhẹ một cái mất cái bình máu luôn. Ai 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 ai. Anh em ơi. Trời. Chờ lá, chờ lá. Bị nép rồi, quy nó hơi lâu. Trời ơi. Nép rồi, quy nó hơi nhiều. Đâu ta? Để nhìn chưa? Để nhìn chưa? Thọc rồi. Không, bốn chủ, kiểu đài em. Đài vô, mày vô đài, mày vô đài. Sắp có tóc biến kia ra ơi, chứ đừng tóc biến nữa kia ra ơi. Thôi kiểu gì mà chết hụt. Quy chết em ơi. Ê, vô. Nòn. Chọn ai kia ra. Em sẽ chọn ai. Được rồi, chọn ai. Hiếu Ba và anh đội trưởng Captain. Hiếu Ba, Hiếu Ba. Ok. Qua đây. Rồi, sau đây là phần chơi thứ nhất của team Captain Levi và team Chiến Thần Kiyaya. Captain Levi và Chiến Thần Kiyaya. Phần trò chơi thứ nhất là... Gì quên rồi? Gì quên rồi? Gì quên rồi? À, trò chơi thứ nhất là xếp hình. Nói chung là có một cái tấm hình, xong rồi có mấy cái mảnh đó đó. Xong rồi một người xếp 30 giây, 30 giây sau là đổi người. Xếp hình nghĩa đen tấm hình đó là ai xếp xong là thắng. Rồi, xếp hình nghĩa đen. Ok. Lía chưa? Rồi, chuẩn bị đậu cụ chơi nè. Trời ơi, thằng nào chơi trước? Thôi, đèn thôi, đèn nha. Hiểu bà chứ được không? 30 giây. Cứ để hiểu bà. 1, 2, 3. Ê, khoan hả? À, hình như đây. Dễ anh ơi. À, cái này dễ. Ê, không được. Cái đầu, cái đầu. Em. Thôi, dễ chơi. Góp ý thôi. Ừ, ta góp ý được mà. Nè, hình anh kìa, cái mặt anh kìa. Nhìn cái mỏ em mà dễ nhận ra nhất á. Ê, bên kia không được góp ý, bên kia. Mình góp ý, bên kia. Ê, làm cái gì vậy? Như nào, như nào? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đổi người, đổi người. Đổi người, đổi người. Ê, trời. Đổ hốt anh em ơi. Thôi, đừng có giấu á. Ở bên kia nó, bên kia nó. Anh em mình win chắc, anh em mình win chắc rồi. Yuna rồi, áo Yuna rồi. Ok, chân hết. Đi ăn. Ngừng đi. Cái tay. Cứu bụng của anh. Anh chú này, người nhá. Để đâu ra đây. Rồi. 10, nhìn tay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đổi người, tới mà ăn vô. Gần xong rồi, không bắt rồi. Nhìn tay em đâu. Này, anh Juna. Để nè, mớm kìa. Rồi, win là Juna ơi. Mớm vô. Chào mời. Đúng rồi. Dễ quá. Dễ.
Oh my god. Thôi chờ nó xíu sau đi, tiến thắng ra tìm lại về nha. Cái này vậy cũng mớm nè. Xin giúp ta, giúp ta. Quan trọng là người đầu tiên. Nhưng chấm mặt quá. Cái này mấy thằng này nó ở dưới nè, hai cái tay nó. Từ từ, hai cái tay nó là phải chung với anh đâu, anh đâu, anh đâu. Thôi thôi, bỏ nó đi, bỏ nó đi. Đi đây, đi đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi. Một không cho Team Levi nha. Và chúng ta chuẩn bị tới phần thi thứ hai. Rồi đây là trò chơi thứ hai. Trò chơi thứ hai sẽ là các bánh Oreo xinh xắn của chúng ta. Thì thi của Team là phải tháo cái bánh khỏi cái lớp kem á, tách hai nó ra nhưng mà không được dính cái kem vô cái bánh còn lại. Một cái kem đó là dính vô một cái bánh thôi, không được liếm một miếng thôi nha. Còn okay. Nguyên kem nữa không? 1, 2, 3. Em ơi, Quỳnh nhớ được TV. Một cái. Levi mà, Levi mà, Levi mà. Đứng dậy đi phéo được em. Levi mà, Levi mà, Levi mà. Đứng dậy đi phéo được em. Người là 7 cái nha. Levi mà em. Hiểu bà được một cái rồi. Hiểu bà có cái bộ, có cái bộ rau đã vậy. Hiểu. Xoay bạn. Nếm kem. Đổi người, đổi người, đổi người. Chấm sữa. Trời ơi, không trượt một cái nào. Hay vậy anh. Mấy cái là sao không làm một hàng vậy? Không trượt cái nào. 7 cái. Ờ đúng Hiếu, cái này của Hiếu làm nữa hả? Trời ơi, vỡ rồi Hiếu ơi. Làm gì làm Hiếu? 7 cái nha. Được rồi, được rồi. Bỏ xe lây. Kem ngon lắm xe lây, nếm thử coi. Wow. Hơi dễ nha. Ê, ê, ê. Ê, nếm thử xe. Thử em vị nào. Lên, tốc độ vô. Ê, em tốc độ nhanh, em tốc độ nhanh, em tốc độ nha. Mình nhân lợi, ê. Cái này bẻ, cái này bẻ, cái này bẻ. Mình nhân lợi thấy hai cái, nhân lợi, lợi thấy hai cái. Xoáy. Không sao. Ờ, này mới đúng với em anh. Không sao, không sao, không sao. Hai ông có đấy kìa. Mình chỉ bẻ một thôi, mình chỉ bẻ một thôi, mình chỉ bẻ một thôi. Bên kia bẻ hai, bên kia bẻ hai, bên kia bẻ hai nha. Kệ mình cứ làm trước đi, mình bị fail rồi, mình phải làm hết đi. Mình hết thì tụi nó không được tính về cái kia. Ta, ta. Làm hết con vậy đó. Làm hết con tay đó. Làm hết con tay đó. Em rồi. Đấy, cái gì vậy? Cái bạn nó tay đây kìa. Rồi 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 rồi. Ok, có đá cả nha. Ừ, nhưng mà nó đụng nhẹ nó được không? À, ngang đâu trình. Quay rồi. Mấy bạn rung lay lay rồi. Tính đó, giờ tính đó, giờ tính đó. Rồi. Ê, đánh gì? Thằng ngang nó làm thử 3 cái thì em mà mấy cái. Thử con cái à. 2 cái thì em 2 cái lận. Nhưng mà có kìa, hỏi tiếp. Rồi. Đâu nào cũng phèo nha. Cái nào còn nguyên bản. Mình lần cái nào mặt đen rồi. Ừ, ngon vậy. Rồi tụi bay ăn đi. Nè, cái này phèo nè. Đâu anh, cái này. Chỗ bên này cái nào phèo đâu? Ờ tháo. Anh đâu mẹ hết rồi. Anh hết thì trời. Một đều nha anh em. Một đều. Ủa bây giờ đâu phèo nào không trời. Đúng rồi. Rồi sau khi hai team đã hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy căng thẳng thì chúng ta bước tiếp theo tới phần thi cuối cùng. Đó là thần bài Long Tứ nha, phóng bài dạo dưa nha. Để mình còn ăn nói chung gán phóng hụt hết đi. Trước coi phim mình có thần bài Ngôn Phi đúng không? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Có trong thấy Ngôn Phi người ta phi. Rồi phi chết người. Rồi. Thì mỗi đứa là 26 lá bài. Chắc là 8, 8 rồi, thằng cuối cùng là chắc là 10 á. Tụi em tự chia. 8, 9, 10 đi. Rồi, ai ai phóng trước. Rồi ok, anh em chuẩn bị phóng nè. Vô, 1, 2, 3. Phóng vô, dính vô, dính vô. Ui, chưa dính, chưa dính. Không sao anh em, tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Mạnh hết cỡ lên. Hai làm sao mà cosplay nhau. Ngắm, 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 ngắm xuống luôn. Ui. Cái lời gắt nha anh em ơi. Góc phải của lá bài là Hiếu kêu góc phải của lá bài không? Tại sao, tại sao? Chết mẹ rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Có bình tĩnh á. Ngắm tâm lý, tâm lý, tâm lý, tâm lý. Tâm lý. Trời ơi. Không ổn rồi. Tâm lý không ơi. Ơ. Cứ cái gì, cứ cái gì. Hai không luôn dành, hai không luôn dành. Đây, đây đó. Ồ, đây, đây. Đâu, ai tin em làm được. Đi qua, đi qua. Dội bà chả hụt. Mình tháo cái lá bài này ra không? Tháo, đi, đi, đi. Đừng cầm rồi. Thì tháo ra cũng được nhưng mà không tính. Ừ. Ui. Trời ơi, nó dài. Thằng Hiếu nó căng lắm nha. Thằng Hiếu nó ghê em ơi, thằng Hiếu nó ghê em ơi. Ôi. Trời ơi, thằng Hiếu nó ghê em ơi. Hiếu chơi như. Phía dưới, phía dưới, phía dưới lên. Đất cổ đó. Ba cái rồi. Thằng Hiếu nó ghê. Thằng Hiếu nó chơi chết thằng em. Nó làm gì á? Ôi nó mạnh quá à. Tiêu diệt Yuna. Cái gì á này em? Bỏ cái này. Em cầm vậy thôi. Nửa bước mà. Cái cuối sao?
Ôi, mày đưa cho anh rồi. Không. Chơi chơi. Không. Nè, giờ khó quá em nhập lại hai lá em không cho nó nặng. Có phải của lá bài. Cho nó vô, cho nó vô lá đi, vô lại. Không, chồm, chồm thì đứng xích lại, chồm thì được nhưng mà không đụng bàn. Đứng xích lại. Mày đưa tay sát lại. Đứng xích lại. Đưa tay sát vô. Đứng xích ra chứ lộn. Ừ, rồi chồm đi. Thực ra mới có lực được. Chồm đi, chồm đi. Chồm không đụng bàn. Không đụng bàn, không đụng bàn, không đụng bàn, không đụng bàn. Cầm cái kiểu đĩa rồi sao vậy? Đấy, tự nhiên rồi. Chính mồm em còn cầm cái bàn ấy, được cắm được vô. Không chơi tay kia nha. Đừng sát vô, đừng sát vô. Em có thể hy sinh em đập cái mặt vô. Sát cho nữa, sát cho nữa. Không được. Còn ai, còn tôi lấy được không? Bây giờ cái này không biết phi này. Ba cái kìa. Trộn hết ba cái tay nó kìa. Ở dưới đây. Thắng chắc rồi, thắng chắc rồi. Ôi, ui. Ui, được anh ơi, mạnh vậy được á. Không được em ơi. Hấp lực, hấp lực. Ôi, mày làm rơi em ơi. Làm rơi bỏ. Không thì rất là không thì nha, rất là mất điểm. Ui, anh em ơi, cái này hơi lạnh rồi. Mày tự hủy mày. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Cay quá. Trời lụm lụm lại vô ném anh em, lụm vô ném. Mớm, mày lụm đi nó bại trên bàn kìa lụm. Tiền nó đâu hết. Tiền nó đâu hết. Cho mày thêm, cho mày cầm hết rồi mày nè. Mày mất lực quá. Thiệt chứ. Thôi. Thôi tổng kết nào. Ra cầm đúng giờ ăn hết đi sao. Tổng kết này anh em. Tổng kết là ra cầm sâu ăn hết đi. Hiểu bà nào? Hiểu bà thắng. Yeah. Ủa? Anh phải đếm như chứ gì. Tụi em đâu ném đâu, tụi em kìm như. Rồi, team TV thôi nha. Và sau đây là phần trừng phạt của team Hiếu Ba dành cho team Cấp Thành Levi. Đây là hai chai Wish Dream. Đó, mở ra. Xịt vô anh em, đây có ba thợ cái. Đó, sau đó tụi em sẽ chét nhẹ thôi nha. Mỗi thằng chét nhẹ như nè cho anh. Ok, thôi, Hiếu. Hiếu thì cứ... Xịt ra em. Trời ơi, sắp thành tựu rồi. Bình tĩnh rồi đây, bình tĩnh rồi đây. Oh. Ít thôi nha. Cỡ này thôi. Cắt tình. Thôi. Thôi. Dạ, sẽ lấy mình về vé hình cũng được chứ đừng có mà nặng quá. Nó mất gọi là mất cái lý quan. Vé hình thôi, vé hình thôi. Thôi vẽ vẽ. Giờ em, giờ em. Thôi vẽ gâu đi à. Không sao, không sao. Gâu dưới nữa. Ngon quá. Rồi. Bên này xíu cho cân. Vậy? Nhẹ nhàng quá vậy, lấy đàn em luôn đi. Đây là người đầu tiên thôi, đàn em mình đỡ sợ. À, đây anh em. Hiểu chọn ai, Hiểu chọn ai. Hiểu chọn ai. Không biết rồi đó. Mà sao biết, lý do nào em chọn Mỹ xì lớp. Tại sao lại là chính quá. Phải có lý do. Nó vừa đòi đổi đó mà Hiếu lo kể được. Cái gì đây? Đi em. Chỉnh nó lại, tìm thắng rồi. Tao mềm, tao mềm, tao mềm. Tao, tao, tao. Tính chuẩn bị đi tắm luôn á, nhẹ nhàng thôi. Sẵn sàng, sẵn sàng liệu, sẵn sàng liệu. Nói rồi. Lại cho bác lại. Ê, vô tắm rồi. Ôi, vô tắm mà. Rồi, cái này không sao đâu. Rồi, tới sang. Xin đi chú Cảm, xin đi chú Cảm. Ngon, ngon, ngon. Anh cũng thịt cho anh nữa. Giống nha. Lên em, lên em, lên em. Mày đập trước mà còn tỏ tình tao không gì? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chơi chung là mấy thằng em. Chơi việc hiếu, chơi việc hiếu, chơi việc hiếu. Chơi thần đua. Ra mà chơi thần đua việc hiếu. Lấy mắt kính ra luôn. Ui. Không thấy gì luôn rồi. Dính xuống rồi, kéo xuống đi cho nó ăn. Còn một lám ở trong mà. Xe đâu, xe đâu, xe đâu. Xe rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi phần Game Silver phần này của tụi mình. Thì thôi thấy tụi nó cũng tội quá, cho tụi nó đi rửa mặt sớm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi phần Game Silver phần này của tụi mình. Thì các bạn nhớ like và subscribe kênh Mây Game cũng như là Game Esports nha mọi người. Và đừng quên là comment những cái câu chuyện trò chơi hay hay ở dưới. Và cũng như là chọn những thành viên tập sau có thể tham gia. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.